Xin chào mọi người, mình là Thanh đây. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Thanh Luxury của mình. Hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ một cái vấn đề rất là quan trọng trên Nokia 88, đó là màn hình zin và màn hình low. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là cách phân biệt màn hình zin, màn hình low như thế nào, có phân biệt có dễ hay không. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt nha. Nếu mà các bạn không biết, các bạn mua nhầm thì rất là bị thiệt hại rất là nhiều. Vì màn hình zin nó cao gấp 3-4 lần màn hình low lận. Và đây mình đã tháo rời hai cái màn hình ra để các bạn xem dễ hơn. Bên tay trái của mình bây giờ là màn hình low. Ở thị trường thì có nhiều tên gọi như là màn hình 7900, màn hình 88 linh kiện, màn hình chữ to. Nó có rất là nhiều tên nhưng thực sự nó là một. Và dòng 88 Edge thì nó chỉ có hai loại màn hình là màn hình low và màn hình zin thôi. Và đây là màn hình zin theo máy Nokia 88 Edge mình vừa bóc ra. Mình sẽ để gần cho mọi người dễ xem hơn. Nhìn sơ qua thì hai màn hình này rất là giống nhau. Nếu các bạn mà không có coi clip này cũng khó có phân biệt được. Bây giờ mình nói tới cái lớp phim ở trên của màn hình low thì nhìn nó không có được bóng như là màn hình zin. Đây là màn hình zin, các bạn thấy không? Nó rất là bóng bẩy. Rồi cái phần trên cáp của màn hình zin nữa, cái màu sắc nó cũng khác với lại màn hình low, màu nó vàng hơn. Rồi nó có in mã số trên này. Cái phần ở trên đây thì nó làm rất là đều, rất là đẹp. Bên sau, mặt sau màn hình zin thì nó có thêm một lớp nẹp để cố định màn hình tốt hơn. Màn hình low thì phía trên nó làm không được đều và sợi dây không có mã số, bên sau thì không có nẹp. Tất nhiên là màn hình zin nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cao hơn màn hình low. Và mình sẽ nói sơ về cái màn hình đã tháo ra. Bây giờ điều quan trọng là mình sẽ chỉ cho các bạn, khi các bạn cầm được cái máy trên tay sẽ biết được màn hình zin và màn hình low. Bên trái mình là cây 88 đang lắp được màn hình, đang lắp màn hình low, và bên phải là đang lắp màn hình zin. Thì các bạn nhìn thấy không, để ý không, cái viền của cái máy mà lắp màn hình, cái viền kính này nè, lắp màn hình low á thì phải lắp cái kính này vào để cho nó full cái màn ra thì nó nhìn nó mỏng hơn. Còn màn hình zin á, lắp cái kính zin này thì cái mặt kính của nó, cái viền kính nè, thì nó sẽ dày hơn, gần gấp đôi màn hình low. Đó là cái điều mình dễ nhận biết nhất khi mình cầm cái máy lên. Bây giờ mình sẽ mở máy lên cho mọi người xem nha. Đó, khi mở máy lên thì các bạn thấy độ nét thì mình nhìn nó cũng na ná giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại thì màn hình low, cái chất lượng màn của nó không có bằng màn hình zin, và chữ của nó cũng to hơn. Nó có cái tên là màn hình chữ to là như vậy, cái chữ của nó là cũng to hơn màn hình zin. Đó, to hơn một xíu, nó không có thanh mảnh như là màn hình zin. Và khi mình để nghiêng vậy thì nó cũng không có, nó cũng nét nhưng mà nó không có đẹp bằng màn hình zin. Màn hình zin thì các bạn cứ nghiêng hay như thế nào thì vẫn thấy chữ rất là đẹp, rất là rõ, không bị chói, không bị gì hết. Bên trái là đang sử dụng màn hình low, bên phải là đang sử dụng màn hình zin. Đó, các bạn để ý không, cái viền kính á, nó rất là mỏng. Còn cái viền kính màn hình zin rất là dày. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn. Đó, cái màu sắc thì nó cũng hơi khác một xíu. Bên đây thì nó hơi vàng vàng một xíu, bên màn hình low hơi trắng. Đó, từ nãy giờ thì mình chia sẻ chắc mọi người cũng nhận biết được màn hình zin là như thế nào, màn hình low là như thế nào trên Nokia 88 Edge rồi, đúng không? Nếu mà các bạn còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì về màn hình Nokia 88 Edge thì cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi những cái video tiếp theo của mình chia sẻ về Nokia 88. Nếu mà